Đây là những cái hộ dân của những người Việt, à, những người Việt đó, những nào có điều kiện thì họ có những cái nhà tương xứng đấy, họ không có nhà điều kiện. Đây là những cái trường học, đây, à, chúng tôi những cái trường học này là những cái trường học của đạo, của cô đạo. Tí nữa mình sẽ ghé những cái trường học này ha, rồi mình sẽ tiếp tục. Đây, đây là những cái trường học. Lúc này thì bắt đầu trường nước nó dâng lên cao rồi, quý vị thấy cột không? Đó, cột con sống ở trường học đó, thấy không? Có khi nước nó dâng lên tới tận con sóng nó luôn á, khu vực này ngập hết, ngập hết đây. Còn lúc mà tháng 3 tháng 4 nó chỉ còn có nửa mét là cái này, còn bây giờ nó lên á, khoảng vài tháng nó lên tới tóc nhà luôn, mà khu vực này ngập hết là người ta họ chung chuyện nhà, còn nước nhà họ thấy kéo thì về hai con người khác mình cứ cho tụi nó lấy, mình giữ nó lên, rồi bây giờ mình ghé trường học dưới đây, bây giờ tạm thời mình lấy cho 1, 2, 3, 4 thùng dưới đây, chứ mình lấy gì quá không hết rồi, đem xuống kỳ. Lấy lấy ba thùng, bốn thùng chứ, rồi lấy bốn thùng chứ. Có cái gì bức xúc cứ từ từ nói nha, bắt đầu. À, mình xuống đây. Thiếu không? Rồi.